Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách xem phong thủy số điện thoại. Đầu tiên mình vào trình duyệt chôm nè. Tiếp theo mình sẽ gõ cái từ khóa xem phong thủy bấm số của điện thoại như thế này, bấm chọn. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào trong web này, xem phong thủy uy tín.com nè. Đây là vô hình chính của trong web này. Bây giờ các bạn nhập bấm số của điện thoại mình muốn xem vào đây, vào ô này. Ví dụ mình muốn xem bốn số của điện thoại này, 4629. Sau đó bấm tra cứu. Và đây là kết quả trong web này phân tích phong thủy bốn số của điện thoại này. Ở bên khó tránh vất vả nè, kết luận là không nè, nghĩa là số điện thoại này 6. Còn nếu các bạn muốn xem chi tiết, muốn xem cụ thể hơn thì mình sẽ kéo xuống. Ở mục tính cách phong thủy bốn số của điện thoại này, mình sẽ chọn đến mục xem phong thủy xem này, bấm chọn thì nó sẽ hiện ra biểu mẫu như thế này. Các bạn cần điền thông tin đầy đủ vào biểu mẫu là được. Như nhập số điện thoại này, cần tra cứu nhập ngày tháng năm sinh, và các bạn lưu ý ngày tháng năm sinh là ngày dương lịch nè, không phải ngày âm. Chọn mục đích giới tính. Ví dụ mình sẽ nhập số điện thoại này, mình cần kiểm tra số điện thoại này. Ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh này là ngày dương, không phải ngày âm mà. Chọn mục đích. Có hai tùy chọn. Các bạn muốn xem mục đích gì? Gia đạo, tình cảm hay là công danh sự nghiệp, tài chính? Tùy thế các bạn. Ví dụ mình muốn, mục đích của mình là muốn xem công danh sự nghiệp tài chính nè. Giới tính nè, chọn giới tính nữ nè. Sau đó bấm xem phong thủy xem nè. Và đây là kết quả phân tích phong thủy của số xem này. Thông tin thân chủ nè. Trong web này nó phân tích rất nhiều thông tin, các bạn có thể là đọc. Ở đây để rút ngắn thời gian video thì mình sẽ bỏ qua cái mục này. Mình sẽ kéo xuống, chọn đến mục kết luận thôi. Như trong web này phân tích phong thủy số sim này, kết luận như sau. Bạn đang cần kích công danh sự nghiệp tài chính này, nên sim này không đáp ứng được nè. Điểm đánh giá là 4/10, nghĩa là sim này rất là xấu. Nói chung trong web này rất là thú vị, các bạn có thể là trải nghiệm tham khảo. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.